Rồi, hello anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Đập Thủ Bẫy Đấu của mình. Thì hôm nay cái chủ đề hôm nay thì mình sẽ không phải là đi bẫy chim nhé anh em. Hôm nay mình sẽ ở nhà mình làm AV. Thì cái AV cái chỗ này là mình đã làm được một tuần rồi nè anh em này. Để sạch sẽ rồi. Đó, mình mới chế thêm cái đôn với lại cái chậu để cho con chim nó tắm nhá mọi người nhá. Nó tắm nó uống nước ở đó luôn. Đó. Thì ở đây mình trồng nhà mình ở chỗ này nó ít nắng á mọi người. Chỗ này cái khuôn viên này nó ít nắng cho nên là mình chỉ trồng được cây dương xỉ thôi. Đó, cái dương xỉ mình trồng được một tuần rồi nè mọi người. Đó. Bữa nay nó ra lá rất là đẹp luôn. Công nhận cái cây này nó ra lá nhanh thật. Cây này thì nó cần ít nắng nhá mọi người nhá. Nó không cần nhiều nắng. Và ở đây mình có để hai hòn đá này mọi người. Hai hòn đá này tức là hai hai hòn đá phu thê nhá mọi người nhá. Hai hòn đá phu thê, đây là hòn nữ và đây là hòn nam. Thì hòn nem này mình đi suối mình nhặt một cái hòn nó vuông hơn, còn cái hòn nữ này là mình nhặt một cái hòn nó tròn tròn hơn chút để mình làm một hòn một cặp đá gọi là phu thê. Đó, và cái cây này thì mình mới cắt lá mọi người cho nó được ra lá mới. Hôm bữa nó lá nó săn lắm nhưng mà mình cắt hết đi rồi. Mấy cây này hôm bữa mình mua là lá nó săn nó rất là tốt luôn nhưng mà mình cắt đi để cho nó đều nhau, nó ra đều nhau hết nhé mọi người. Đó, còn cái cây này thì nó mới ra. Công nhận cái cây này nó ra nhanh ghê, nó ra nhanh hơn 2-3 cái cây này luôn. Đó. Và đây cái đôn này của mình đấy mọi người, là mình lấy một cái khúc gỗ lũa nhá mọi người. Và mình xuống tiệm bán chậu cảnh đó, mình mua một cái chậu. Mình chế thì cái này là mình chế chỗ này là mình khoen một cái lỗ cho nước ở đây nó phun lên. Đó, còn cái lỗ này là nó chảy xuống. Thì trong này là mình đặt một cái máy bơm nhỏ nhá mọi người nhá. Cái AV của mình thiết kế thì cái này là cái đầu tiên nhưng mà mình cũng quan sát rất là nhiều cái AV của anh em bạn bè rồi. Thì cái này á, ở trong này mình đặt một cái rổ này mọi người, biết tác dụng để làm gì không? Đó, thì mình sẽ trong này là mình đặt một cái máy bơm, đây là cái vòi này nó hút lên này mọi người, máy bơm nhỏ ở dưới màu nhỏ xíu à. Ở trong hay người ta hay mua để đặt trong mấy cái hộp cá kiểng nhỏ đó mọi người. Đó. Thì cái máy bơm này này làm cái rổ này á là khi mà cái vòi này nó hút lên cái lỗ này mình cắm sẽ cắm vô cái lỗ này để cho nó hút lên nhé mọi người nhé. Và cái vòi này là nó sẽ chảy xuống đó. Thì ở trong cái rổ này nó mình sẽ đặt một cái bông lọc, cái bông lọc của hồ cá đó mọi người. Đó. Là khi mà nước nó dơ á là nó sẽ lọc cho nó sạch và lúc nào con chim của mình là cũng sẽ có nước sạch để uống để tắm nhé mọi người nhé. Cái đĩa này thì có cái độ chiều cao là khoảng chừng 3 phân nước thôi. Đó, rất là vừa phải để cho con chim nó tắm. Đó, và mình sẽ đặt lên đây. Rất là phù hợp, vừa phải để cho con chim nó vừa tắm và nó vừa uống nước nhé mọi người. Cái này anh em có thể là làm theo mình, rất tiện. Mình chia sẻ với anh em cái này làm sử dụng rất tiện luôn. Còn cái dây điện đó thì mình sẽ chôn xuống. Ngày mai mình sẽ chôn xuống cho nó được thẩm mỹ hơn. Rồi mình sẽ gắn thêm tổ và trồng thêm một số cây trầu. Đây mình có sẵn mấy gốc cây trầu mà nó mình cắt đi rồi. Đó. Thì ở chỗ này là mình ngày mai mình bắt đầu mình ráp lưới nhé mọi người. Ngày mai bắt đầu mình ráp lưới. Đó. Thì lát nữa mình sẽ trang trí thêm một chút. Bây giờ mình sẽ đi lấy một cái tổ rồng để mình gắn lên cho nó đẹp. Sau khi gắn ổ rồng xong thì mình bắt đầu đi tìm một số cây gỗ lũa để mình về mình trang trí vào cái lồng cho nó được đẹp hơn. Trước tiên là mình sẽ rửa sạch nó đi nhé mọi người. Rồi sau khi cọ rửa sạch sẽ xong thì mình đưa nó vào khuôn viên đây mọi người. Lúc này là mình bắt đầu là phải tính toán, phải sắp xếp xem cây nào nằm ở vị trí nào để cho nó đẹp. Nhưng mà phải hợp lý nữa cơ. Đó. Cho nên là cái đoạn này nó làm cho mình mất rất là nhiều thời gian đây mọi người.
Như vậy là phần căn bản thì phần trong của chiếc lồng của mình là mình đã thiết kế khá là ổn rồi nhá mọi người. Coi như là mình đã sắp xếp tất cả mọi thứ rồi, là cũng mình thấy khá là ok. Ở đây là mình để thêm một cái cây cầu sát mặt đất nhá mọi người nhá. Thì vì cái loài chích trời lửa này nó rất là thích xuống đất, cho nên là mình để một cái cây cầu này, cũng là cây lũa luôn đó. Mình chọn những cái cây lũa này để kết hợp với cây dương xỉ, nó tạo ra một cái khung cảnh gọi là giống như là cái gì đó, nó mang cái tính chất là hơi xưa xưa một chút đó, cho nó hợp với nhau. Và ở đây mình cũng có để một cái cây lũa đứng đó. Cây lũa đứng này thì để cho con chim nó đậu lên đây nó hót nhé mọi người đó. Thì về phần trong này thì mình đã decor tạm thời là ổn, đợi cây nó ra lá nữa thôi là đẹp. Và ở đây này mọi người, mình có lấy được một cái khúc này về rất là đẹp luôn đó. Nhưng mà mình cho vô trong này mình xếp kiểu nào nó cũng không hợp được mọi người ạ. Với lại trông nó rất là lộn xộn, nó nhiều quá thì nó lại mất đẹp. Cho nên là cái cục này mình không biết bỏ vào đâu luôn. Thì tạm thời là mình sẽ cất đi cục này á, để mai mốt là mình sẽ làm một cái hồ thủy sinh nhé mọi người nhé. Cục này mình sẽ làm một hồ thủy sinh. Bây giờ mình sẽ ngâm nó vô hồ cá, cho nó ngấm nước, cho nó chìm xuống. Mai mốt mình sẽ làm hồ thủy sinh nhé mọi người. Rồi bây giờ là ngày hôm nay thì mình sẽ đi lấy lưới về để mình rửa ráy sạch sẽ, cũng như là mình sơn và đi bắt chim nha mọi người. Mọi người hãy đón xem hết cái công trình EV của mình. Mình vừa đi bắt chim về nhé mọi người nhé. Đây con lửa của mình ở đây là đuôi 22 nhé mọi người. Này lúc lên bắt chim á, cái anh chủ chim anh đưa cho hai quả trứng là con lửa mái nó đang đẻ nhé mọi người. Nó đang đẻ đến nay là hai quả. Thì không biết là nếu mà về lồng mới này thì nó có đẻ nữa không. Nhưng mà có lẽ là mình cũng bỏ cái lứa này thôi mọi người. Mình sẽ tắt con trống và con mái ra để cho nó dưỡng sức. Con mái thì mình bỏ vô túi này. Lát nữa mình sẽ thả vô cái lồng nhốt cho mèo để mình nuôi cho nó 1-2 tuần gì đấy, cho nó dưỡng sức lại. Rồi mình thả vô cho nó đậu cồ hơn nhé mọi người. Còn đây là con trống của mình là đuôi 22. Mở ra cho mọi người xem coi con này như thế nào. Trống đuôi tôm 22 nha mọi người. Thẻ AV cho nên là chăm nó không có được tốt. Nhưng mà lúc mà mới bắt đấy mọi người là bung lúc mà mới bỏ vô lồng này là nó hot luôn. Đó, mình cũng chăm cho nó khoảng chừng độ 1-2 tuần ở trong cái lồng này để cho con chim nó lấy sức nhé mọi người nha, cho nó ăn uống tẩm bổ cho nó, sau đó thì mình mới thả vô AV để cho nó đẹp mái, cho nó cái hiệu quả đẹp nó cao hơn. Như vậy là khung lồng đã về rồi nhé mọi người. Thì mình mới xịt rửa cho nó sơ sơ đi xong cho nó đỡ bụi đó mọi người. Và lồng của mình là làm bằng khung và cả lưới là toàn bộ là inox hết nhé mọi người nhé. Tại vì mình đã xác định là mình để chơi lâu dài cho nên là mình làm toàn bộ bằng inox hết. Mà cái nhược điểm của cái inox ấy thì cái khung, cái màu, nói chung là về cái màu của nó thì nó hơi sáng đó, cho nên là thì mình sẽ mua sơn về để mình sơn sơ nó nhé mọi người. Sơn sơ sơ cho nó màu xanh để cho nó đỡ sáng cái lồng và nhìn con chim cho nó được rõ hơn. Đó, bây giờ thì mình sẽ lau sơ nó đi rồi mình sơn sơ nó đi. Như vậy là sau khi chiến đấu với lại cái khung lồng xong ấy mọi người, thì mình quay vào nhà và một điều bất ngờ đã xảy ra đấy mọi người ạ. Thì điều bất ngờ là hai quả trứng hồi sáng mình mang về lại nở ra một con chim rồi mọi người ơi. Một điều thật là bất ngờ luôn mọi người ạ. Mình cũng không ngờ là nó nở luôn đấy mọi người.
Mà còn cái quẻ này thì nó cũng có dấu hiệu là đang mổ vỏ rồi này mọi người. Đó. Quẻ này là cái vỏ của nó cũng chóc chóc ra rồi mọi người. Đó, đây này, đó. Chim thì vội quá, mình không có cái gì lót, mình lấy đại cái đôi vớ để mình lót cho nó luôn mọi người. À, mọi người thấy cái đây là một điều bất ngờ và rất là may mắn không? IV thì chưa làm xong, tổ thì chưa có, mà đã nở luôn chim non rồi. Thật là vãi tèo. Bây giờ không biết giải quyết thế nào đây. Chắc là mình lót tạm cho nó một cái tổ vô đây, xong rồi mình bỏ vô trong chuồng cho con chim mẹ nó nuôi. Sau khi đến ngày hôm sau, khung lồng của mình là đã khô sơn, thì mình bắt đầu gọi mấy anh thợ cho anh đến để anh ráp khung nhé mọi người. Thì cái anh thợ này là anh đã đo đạc, anh đã tính toán sẵn từ trước rồi, cho nên là mọi thứ ráp vào nó rất là khớp với nhau. Nói chung là công việc nó rất là suôn sẻ, nó không có gặp cái khó khăn gì hết cả mọi người ạ. Ráp khung xong thì mình bắt đầu đi sơn dặm lại ở những cái chỗ mới hèn đây mọi người, những cái chỗ mà mấy anh mới hèn xong đó, và mình xem lại coi có những cái chỗ nào mà nó còn sót mà mình chưa sơn đó mọi người. Rồi đến tiếp theo là mình bắt đầu gắn dây đậu cho chim đó. Cái công đoạn này nó cũng rất là mất thời gian này mọi người ạ. Mình phải tính toán xem thế nào nó vừa đẹp mà nó còn phải là hợp lý nữa nhé mọi người. Rồi ok, xin chào mọi người nhá. Như vậy con này nó hót ồn quá. Như vậy là cái khung lồng của mình là đã hoàn thành được 15 ngày rồi nhá mọi người. Nhưng mà do là mình bận cho nên là không có thời gian để quay cho mọi người xem. Như mọi người thấy hôm nay cái cây dương sỉ của mình, cái lá nó ra rất là tốt luôn rồi. Đó. Mới có mười mấy hôm mà nó ra dài như vậy đó mọi người. Và như mọi người cũng thấy cái lồng của mình đã được sơn màu xanh bộ đội đó mọi người. Nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn là mình để nguyên bản của nó là lưới inox. Lưới inox tuy là nó tốt, nó sáng thật, nhưng mà cái ánh sáng của nó, cái màu của nó trông không có được đẹp mọi người. Đó, mình đã sơn lại màu xanh này, nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn này. Đó. Và khi chúng ta nhìn vào trong lồng chúng ta cũng dễ thấy con chim hơn nhé mọi người nhé. Đó. Và còn cái cây này thì hôm bữa là nó ba cái cây kia mình trồng thì nó bị chết, cho nên là cây này mình mới dặm lại, mình mua một cây khác, mình mua một cây khác mình cho vô được 2 hôm thì từ từ là cỡ khoảng 10 ngày thôi là nó cũng sẽ ra lá gần tương tự như vậy này mọi người. Cái cây dương sỉ này nó ra lá rất là nhanh mọi người có thể thấy. Và ở đây là mình cửa này mình xài ổ khóa nha mọi người, để cho con nít ấy, nó khỏi ngực. Để mình mở ra cho mọi người xem ở phần bên trong là mình thiết kế như thế nào. Thì toàn bộ ở phần phía dưới của lồng, phần nền đó mọi người, là mình sử dụng lót bằng đá. Cái đá này thì mình rất là dễ vệ sinh, khi mà mình xịt nước á mọi người, là phân chim là nó sẽ chui xuống kẽ hay đá nó chui xuống đất, nó ngấm xuống đất hết nhé mọi người nhé, nó không có bị dơ. À, còn cái cây lũa này là để cho con chim nó xuống đất nó ăn, hoặc là nó chơi ở dưới sân này, rồi khi nó đứng là nó sẽ đứng lên cái cây lũa này nhé mọi người nhé. À. Và đây mọi người có thể tham khảo cái phần chậu nước của mình, như mình cũng đã giới thiệu cho mọi người ở khúc đầu là cái này mình dùng cái chậu để trồng cây, mình mua ở tiệm cây kiểng. Còn cái khay này mình cũng mua ở tiệm cây kiểng luôn. Đó, cái khay này thì họ hay dùng để họ lót dưới với cái đít chậu này mọi người, để cho nước nó khỏi chảy ra đó.
mỗi lần khi mình tưới cây á mọi người. Nhưng mà mình về mình chế thêm hai lỗ, mình khoen hai lỗ để cho làm một cái vòi phun lên và một cái lỗ hút xuống. Thì ở phần trong này nè mọi người có thể nhìn kỹ là mình đặt một cái lọc đó, là khi nước nó xuống á là nó sẽ lọc qua cái cục bông đấy, lọc qua cái cục bông này rồi là nước lúc nào nó cũng sạch, là con chim của mình nó lúc nào cũng có nước sạch để uống và để tắm nha mọi người nhé. Mọi người thấy ở trong lồng của mình thì mình thiết kế rất là ít cây đậu. Cái dây này mình thiết kế vào trong tường, mình ốp xét vô tường để trang trí thôi, cho cái lồng của mình nó đỡ trống thôi mọi người. Còn đậu chính tức là trong lồng của mình chỉ có hai chỗ để đậu thôi, đó là cái cây này, dây này và phần dây bên này. Đó. Chỉ có hai chỗ để đậu thôi nhé mọi người nhé. Phần trên kia trống quá thì mình cho thêm một cái ổ rồng vào trong đó để cho nó đỡ trống. Thì cái lá mấy hôm nữa là cái cây này nó lớn lên, là cái lá của nó sẽ ra xanh sum xê như vậy, là nhìn cái khung bưng tường của mình nó sẽ đỡ trống hơn. Và anh em lưu ý một điều, khi mà mình thiết kế LV á, cái phần này là mình muốn chia sẻ cho anh em để anh em có thể rút kinh nghiệm, là mình thiết kế như thế nào để cho con chim đậu chỗ nó thường xuyên đậu đó, nó không ị phân vào, thứ nhất là vào máng ăn nhá. Máng ăn thì mình thiết kế ở bên này, mình làm một cái cửa hông ở đây để mỗi lần mình lấy đồ ăn ra cho nó tiện, đó là mình đóng lại và mình thiết kế cho nó cái cầu đậu ở đây. Nếu như cái cầu đậu ở đây á, là nó mà ị nhiều vào cái lá này là mình sẽ bỏ luôn cái cầu này nhá mọi người nhá. Và mình thiết kế ở chỗ này là rất là sét để cho con chim nó đậu, nó chỉ mổ một hai cái thôi. Chỗ này mình sẽ để một cái ghim chuối này, tại vì mình tính là sẽ thả con chim đột biến, con mèo núi đột biến của mình vào đây nữa mọi người. Và mình nuôi chung với một cặp chích chuyền lửa ở trong này. Đó. Là mình sẽ ghim cái quả chuối ở đây, nó sẽ rất là sét, nó chỉ mổ được một hai phát rồi nó bay ra thôi, chứ nó không có thời gian để nó đứng đây nó ăn uống thoải mái, và nó sẽ ị nhiều ra cái phần này, nó rất là dơ mọi người nhá. Đó là mình đã hạn chế rất là nhiều rồi, mình đã cố gắng hạn chế hết mức tối đa có thể. À, và ở đây mọi người lưu ý này, như mình quay lại cái chủ đề của cái vấn đề mà thiết kế cầu đậu đó mọi người. Thì mình thiết kế như thế nào để cho con chim nó đậu, như mọi người thấy cái dây của mình này, thiết kế không để cho nó ị phần lên các cái lá cây ở phía bên dưới nhé mọi người nhé. Đó. Như mọi người đứng ngang đây mọi người có thể thấy đó, nó chỉ có một chỗ để nó đứng ở chỗ này thôi. Đó, ngay cái dây cong cong này là nó đứng ở đó, nó hót. Và mình thiết kế cho nó một số chỗ ngủ ở dưới này, đó một số cái dây ngủ ở trong. Đó, cái này nó không rõ được mà. Zoom cái máy này hơi khó mọi người. Đó là mình thiết kế cho nó chỗ ngủ ở trong này và chỗ ngủ ở phía trong bên kia. Đó, như mọi người có thể thấy cái dây mình thiết kế ở phía trong bên kia để cho nó không có đi phân lên lá nhé mọi người nhé. Nếu như chúng ta nuôi mà để cho nó đi phân lên lá trông nó sẽ rất là dơ. À, cái phân của nó một hai viên thì không sao, nhưng mà thời gian thì lâu dài nó ỉ đầy lên lá này là dơ lắm mọi người ạ. Nhìn nó không có được thẩm mỹ, nhìn nó không có được sạch sẽ. Mọi người nhìn ngang như vậy là có thể thấy cái cây của mình thiết kế là nó không ị lên lá, nó ị thẳng xuống đất luôn. Và cái cây kia của mình xét tường thì cái lá của nó sẽ không ra tới đây, thì nó sẽ không có ị vào mọi người nhé. Và phần thứ hai nữa là bên phần chậu tắm. Và cái phần nếu như anh em dùng khay nước ấy, thì anh em để ý là mình đã thiết kế đây, nếu như nó muốn xuống uống nước thì nó chỉ có đứng ở đây thôi, đứng ở đây hoặc là nó đứng ở bên này. Đó, mình đã thiết kế cho nó xe hẳn ra, nó xe hẳn ra, nó không đi phân vào chậu nước của nó, cho nên nó sẽ hạn chế được rất là nhiều cái phần nước mà bị ô nhiễm, nước bị dơ mọi người. Nó không đi phân vào đây thì nó sẽ không dơ, thì con chim của mình lúc nào cũng có nước sạch để uống và tắm nha mọi người nhé. Đó. Và cái chỗ này là cái chỗ đậu để cho nó tắm rồi nó rỉa lông đây mọi người. Mình đã thiết kế cố gắng tối đa, hạn chế tối đa phần chim ị vào lá cây và ị vào nước uống. Đó, như mọi người có thể tham khảo cái cách này của mình. Ở đây thì lồng của mình thiết kế rất là ít cây đậu, bởi vì nếu như mà thiết kế nhiều trông nó sẽ rất là rối rắm mọi người ạ. Ở trong tường là mình ốp một sợi dây vô trong đó
để trang trí thôi, chứ phần đó thì mình không có để cho nó đậu. Mình có làm cho nó một cái chỗ để cho nó con mèo núi nó ngủ ở dưới cái ổ rồng này nè mọi người. Đây, để mình quay cho mọi người xem. Đây. Mình thiết kế cho nó một cái chỗ này để cho nó ngủ đó. Còn cái phần ngủ ở dưới kia là của con chòe mọi người nhé. Cái lồng của mình thì mình thiết kế đơn giản vậy thôi, nhưng mà tính ra thì nó rất là mất thời gian đó mọi người. Đây là hai viên đá của mình nhặt ở suối về đó. Và mình gắn một số dây leo cho nó đẹp. Mình rất là không thích những cái phần nếu như ở trong lồng chim á, mà gắn cây bằng sắt hay là cây bằng nhựa, hoặc là những cây cầu bằng gỗ mà bán sẵn ở ngoài tiệm chim mọi người. Mình không thích, trông nó sẽ mất tự nhiên lắm. Ở đây mình còn đang nói là hai cái hũ này mình để tạm thời thôi. Mai mốt là mình sẽ dùng hai cái ống tre, ba cái ống tre này mình cắt ra để mình làm cái hũ ăn, hũ uống cho nó. Mình rất là thích những thứ gì gọi là tự nhiên nha mọi người. Và cái tổ của nó thì mình làm bằng quả dừa mọi người ạ. Hôm bữa thì mình tính là làm bằng ống nước, có người nói là lấy ống nước 90 để bít hai đầu lại và làm tổ cho con chức chòe. Nhưng mà mình không thích những thứ mà gọi là nhân tạo, mình thích những thứ từ thiên nhiên, cho nên là mình dùng quả dừa để mình làm tổ cho nó. Và mình thiết kế cho nó một cái dây động ở dưới, phía dưới để cho nó tiện, nó lên tổ nó ra vào mọi người nhé. Thì hôm nay mình cũng chưa thả chim đâu mọi người, tại vì cái con chức chòe á, là mình lấy về mình nuôi được mấy hôm thì nó rớt lông rồi mọi người ạ. Cho nên là mình quyết định là mình ủ lông, mình nuôi lông nó luôn. Khi nào lông của nó hoàn thiện thì mình sẽ thả nó vô. Ngày mai á, mình sẽ đi bẫy một số con chà mào núi bổi để mình thả vào đây. Mình test trước, mình thử trước xem nó có cái lỗ, cái khe nào mà để nó chui ra không nhé mọi người. Rồi sau đó mình mới thả con chức chòe của mình vào. Đó thì đơn giản như vậy thôi. Lồng của mình thiết kế rất là đơn giản, nhưng mà cũng khá là mất thời gian. Tại vì mình mất thời gian nhiều ở cái vấn đề thiết kế mấy cái cầu đậu, dây đậu cho nó này. Rồi mình tính toán như thế nào để cho nó hợp lý đó. Và cái khâu đi tìm kiếm vật liệu nó cũng khá là mất thời gian của mình. Nhất là tìm chim nữa. Mình tìm cặp chim này là hết mấy tháng trời mình mới được một cặp chim chất lửa sinh sản, đuôi dài 22 phân nhé mọi người. Như vậy là AV của mình là đã hoàn thành rồi mọi người ạ. Cảm thấy rất là hài lòng với cái AV này. Thì hẹn anh em trong các clip sau về vấn đề chim sinh sản nhé mọi người nhé. Khi nào mà nó sinh sản thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Anh em xem video nếu như thấy có cái gì mà thiếu sót hoặc là chưa hợp lý thì anh em có thể là góp ý cho mình ở dưới phần bình luận. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.